Thanh Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Việt. Hôm nay là buổi sáng ngày 29 tháng 9 năm 2021. Như vậy là nữ ca sĩ Phi Nhung đã rời bỏ những người fan hâm mộ của cô được 12 tiếng đồng hồ. Kính thưa quý vị, dù là fan hâm mộ hay không, Thanh Việt muốn tất cả chúng ta hãy dành một phút để nhất tâm cầu nguyện cho nữ ca sĩ Phi Nhung pháp danh Tịnh Bình. Tâm thật là thanh tịnh để trở về với cảnh giới Tây Phương cực lạc. Vì Thanh Việt biết Tịnh Bình giờ đây không còn khó thở nữa, không còn chịu đựng, đau đớn của thể xác, không còn những hiềm khích thị phi của xã hội mà phải lắng nghe đối mặt hàng ngày. Không còn những đêm mà tịnh bình mất giọng, khàn tiếng vì nghiệp ca hát. Giờ này, tịnh bình không vui cũng không buồn. Xin tịnh bình đừng quyến luyến cõi ta bà này. Tịnh bình đã trả hết nợ rồi. Thanh Việt, xin cầu chúc tịnh bình sớm được vãng sanh về bên Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay Thanh Việt trở lại với quý vị với Đại Nam tập 7. Thì trong tập 6, chúng ta biết được là ông Dũng Lò Vôi đã đâm đơn kiện ông Lê Thanh Cung ra đến Trung ương. Ngay cái buổi chiều hôm đó, thì khi mà trả lời báo người lao động, ông Lê Thanh Cung một lần nữa khẳng định là khu công nghiệp sóng thần đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch 1 trên 2 ngàn. Nên tất cả những cái quy hoạch sau này 1 trên 500 là không cần thiết phải xem xét giải quyết. Bên của ông Dũng Lò Vôi thì khẳng định là họ làm đúng cái hệ thống quy hoạch 1 trên 500 vì họ đã có những cuốn sổ đỏ mà chính Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương xem xét và phê duyệt cho họ. thì kính thưa quý vị, quý vị đã thấy rõ cả hai bên đều sai. cái sai của tỉnh Bình Dương đó là thanh Việt nghĩ thôi. cái sai của tỉnh Bình Dương là họ đã cấp sổ đỏ cho bên công ty cổ phần Đại Nam. nhưng có lẽ là họ đưa vào cái thế kẹt là vì đã nhận của công ty cổ phần Đại Nam một ngàn tỷ. còn bên công ty cổ phần Đại Nam thì ông Dũng lò vôi đã quá vội vã vì vào thời điểm của 2012, 2011, 2013, cái cơn sốt đất đai ở Bình Dương lên rất là mạnh. Nên ông Dũng đã không chờ được nữa và quyết định là chia lô bán cái đất của khu công nghiệp à, Sống Thần Ba. Có một cái điểm đặc biệt ở đây là như Thanh Việt có trình bày của quý vị trong tập 6, ông Dũng không kiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương mà ông Dũng đã quyết định kiện cá nhân của ông chủ tịch tỉnh là ông Lê Thanh Cung mà thôi. Trước khi mà giải thích về cái chuyện mà tại sao kiện cá nhân, cái lợi và cái bất lợi là như thế nào, thanh Việt xin chia sẻ với quý vị về lời phát biểu của ông Lê Thanh Cung sau khi mà nhận được tin là ông Dũng lò vôi kiện mình. Khi mà được hỏi là ông Dũng từng là đại biểu quốc hội thì ông Lê Thành Cung, ông Lê Thanh Cung đã biểu môi và trả lời rằng người này không đủ cái tiêu chuẩn để ứng cử. Ông Dũng không phải là đảng viên, cũng không làm trong bộ máy nhà nước. Cái đó là chuyện riêng của người ta, nhưng thôi, ông không đi vào sau. Và ông Dũng cũng chỉ làm được có nửa nhiệm kỳ. Rồi người ta cũng hất ông ra. Tại vì ông không đi theo đúng cái quy trình. Khi được hỏi về cái chuyện mà tại sao ông Lê Thành Cung, Lê Thành Cung lại im lặng không trả lời về giải quyết cái quy hoạch 1 trên 500, thì ông Lê Thanh Cung đã trả lời dứt khoát là Ông Dũng làm không đúng Nên là tôi có quyền từ chối Dũng làm một cái doanh nghiệp bình thường thôi Mà lại đề nghị một vị chủ tịch làm trái pháp luật thì làm sao tôi có thể trả lời được? đấy quý vị thấy đấy là ông Lê Thanh Cung này không phải là tay vừa và tiếc rằng ông Dũng lò vôi vào thời điểm này nha quý vị đã đụng phải một cái tay ở trong ủy ban nhân dân tỉnh rất là mạnh khi mà được hỏi về ông Dũng là người có công của tỉnh thì tại sao tỉnh Bình Dương lại đối xử như vậy thì ông Lê Thanh Cung không kiềm chế được và trả lời như quý vị đã biết trong tập 6 là ông Dũng sống được tới ngày hôm nay là nhờ xương và máu của tỉnh Bình Dương tức là đất đai đó thưa quý vị và nhờ đảng bộ cũng như chính quyền tỉnh Bình Dương nâng đỡ ông khi mà biết được những câu trả lời như thế thì chỉ vài ngày sau ngày 4 tháng 11 năm 2013 ông Dũng lần thứ hai gửi đơn tới Bộ Công an và Viện Kiểm sát tối cao để kiện ông Lê Thanh Cung vi phạm cái điều luật 258 Bộ luật Hình sự vì ông Lê Thanh Cung đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận xâm phạm lợi ích hợp pháp của người công dân. Xin mở ngoặc ở đây là quý vị biết là có những cái vụ kiện, những tố tụng, những vụ tố cáo có thể đi xe còn có những vụ không được giải quyết. Thì đây là cái vụ kiện mà lên tới Bộ Công an và Viện Kiểm soát tố cáo nó không đi đến đâu trở lại cái vấn đề mà chúng ta hiểu làm sao khi ông Dũng tố cáo cá nhân của ông chủ tịch tỉnh chứ không phải là Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Mặc dù cuộc đối đầu của ông Dũng không phải là với ông Lê Thanh Cung mà là tất cả những bộ từ sở giáo, từ sở xây dựng, sở tài nguyên môi trường cho đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Đơn giản thưa thưa quý vị, ông Dũng chơi một ván bài khôn ở đây là sao ông tố cáo một cá nhân còn tốt hơn là tố cáo một cái tỉnh vì đơn giản ông nghĩ rằng trung ương có thể thẳng tay chừng trị một cá nhân chứ không thể nào chừng trị một tỉnh mà khác nữa nếu mà ông dũng tố cáo ủy ban nhân dân tỉnh bình dương thì ông có thể đưa vào cái tội danh là phản động và ở thời điểm này mặc dù nó là 2013, 2014 và cái người thân quen đỡ đầu của ông không còn làm trong ba người quan trọng nhất của Trung ương nữa. Tuy nhiên, ông Dũng vẫn hy vọng, vẫn hy vọng đâu đó còn những cái hơi để có thể cho ông dừa. Thì cái mặt trái của cái việc mà tố cáo cá nhân là gì thưa quý vị? Ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch tỉnh, không phải là một tay vừa. Một người đã ngồi trên cái vị trí lãnh đạo của tỉnh Bình Dương khá là lâu, ông có thể đánh ngược lại ông Dũng và tố cáo ông với cái tội danh là vu khống. cái điểm thứ hai cho thấy là ông Lê Thanh Cung là một người có đầy kinh nghiệm trên cái mặt chiến trường này. ông Lê Thanh Cung đã một giai đoạn là không trả lời báo chí về vụ đắc đai của của công ty cổ phần Đại Nam đơn giản là ông nói rằng ông Dũng tố cáo ông có tính chất cá nhân. Nên hiện nay ông vẫn còn ngồi trên ghế của Chủ tịch tỉnh. Ông sẽ không đại diện cho tỉnh Bình Dương để trả lời bất cứ câu nào. Vì cái vấn đề của ông Dũng với ông là vấn đề cá nhân. Một cái ván bài sai của ông Dũng đó là ông đã dùng truyền thông để đánh bóng cái cuộc chiến của mình. Hai cái con bài mà ông lật tẩy như Thanh Việt đã trình bày với quý vị trong tập 6 Thứ nhất là cho tỉnh Bình Dương 1.000 tỷ để trả nợ cho Bộ Công Thương. Thứ hai là cái vụ mà Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã cấp sổ đỏ cho ông. Đây là hai cái ván bài, hai cái con bài mà ông Dũng giữ trong người và nghĩ rằng đây là hai con bài quan trọng. Tuy nhiên, đây không phải là một cái vũ khí mạnh để sát thương được ông Lê Thanh Cung. Một cái điểm nữa mà ông nghĩ là ông có thể đưa cái ván bài cuối cùng ra đó là cái sự yêu ái của ông Lê Thanh Cung với công ty Becamax Bình Dương vào thời điểm đó. Và có thể tố cáo ông Lê Thanh Cung với tội là nhận hối lộ và vì nhận hối lộ bên Becamax nên là ông Lê Thanh Cung có thể là ưu ái bên đó hơn là bên công ty cổ phần Đại Nam. Thì lúc đầu một số báo chí chúng ta thấy được vào thời điểm 2013-2014 là họ chia làm hai. Một bên nếu mà thích ông Dũng hay là có một mối quan hệ gì đó đã viết những bài bên của ông Dũng nhiều hơn. Nhưng tương tự có những bài báo họ lại đi với bên của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Thì đó là một cái ván bài mà Thanh Việt nghĩ là ông đã dùng truyền thông sai và nó có thể quật lại ông Dũng. Chúng ta thấy là ông Dũng hy vọng gì khi mà ông tố cáo cá nhân của ông chủ tịch tỉnh. Thì quý vị biết rồi, ở thời điểm đó để cho bên Trung ương, thanh tra Trung ương mà có thể kết tội một cá nhân lãnh đạo cấp tỉnh thì không có nhiều cơ hội kính thưa quý vị để cho vào tù với nhân quý vị một á, là cái người cá nhân đó cái người bị tố cáo đó là họ khai mang hồ sơ dùng bằng giả cái trường hợp này thì nó rất thấp thưa quý vị theo cái tiểu sử của ông Lê Thanh Cung thì ông có trình độ học vấn là 12 trên 12 tất cả những cái vị trí của ông nắm được ở tỉnh Bình Dương là nó đi từ từ theo năm tháng ông giữ rất là nhiều vị trí khác nhau trong cái tổ chức chính quyền từ tỉnh Bình Dương. Còn nếu mà tố cáo tham ô nhận hối lộ thì đây là một cái tội khá là nhiều. Nhưng để cho Trung ương có thể tìm hiểu và có thể lật được cái ván bài này thì có thể là ông Dũng đã không còn thời gian để làm chuyện này. Một trong những cái bài báo mà tố cáo bên ông Lê Thành Cung là bên phe của ông Dũng là những cái tờ báo đó họ thường hay đánh vào cái dinh thự tráng lệ của ông Lê Thanh Cung vào thời điểm đó tại tỉnh, tại thị xã Bến Cát. Đây là một cái dinh thự mà nó rộng 1.000 mét vuông. Giá trị là cái hàng chục tỷ đồng. Và ông Dũng cũng đã tố cáo luôn, dùng báo chí để tố cáo là ông Lê Thanh Cung làm chủ 100 hecta đất trồng cao su tại huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Như Thanh Việt có trình bày quý vị là cái sự sai trái của ông Dũng bán đất thì nó rõ mùng một. Mà để mà đi tìm được, để kết tội được ông Lê Thanh Cung, hai cái tội bên trên, nhất là tội tham ô nhận hối lộ, thì mất rất là nhiều thời gian. Và chính thời điểm đó, cái cánh tay trái của ông Lê Thanh Cung, tức là bên tuyên giáo của tỉnh Bình Dương, cũng đã trả lời là ông Lê Thanh Cung không có đến 100 hecta mà chỉ có vài chục hecta đất trồng cao su. Và cái tiền ở đâu mà có thể xây được một cái cung điện nguy nga tráng lệ ở Bến Cát là do cái tiền lời từ cái vụ trồng cao su. Thế là xong câu chuyện. Rồi ông Dũng, như là thanh việc có trình bày, đi so sánh công ty cổ phần đại nam với bên công ty bkmax bình dương và lại dùng truyền thông để làm chuyện này nhưng cuối cùng thì đã bị chính truyền thông phá vỡ vì họ cho rằng thứ nhất là bên bkmax họ làm những cái khu dự án nó không phải là khu công nghiệp nó là khu nhà dân nên có quyền được bán lô đất đó là cái điểm mà ông Dũng đã không nghiên cứu kỹ và tung ra cái đòn. Mà khi mà tung ra đòn thì nó giống như là đánh quyền Anh vậy. Kính thưa quý vị, mình tung ra đòn, mình không có phòng thủ. Thì cái cú hồi trả của đối phương có thể làm cho mình vỡ mặt. Thì đây, quý vị thấy rồi. Vào ngày 23 tháng 7, tức là khoảng nửa năm sau của năm 2014. 6 tháng sau khi mà ông Dũng Lò Vôi kiện ông Lê Thành Cung thì bên thanh tra trung ương chính phủ đã có câu kết luận như sau thì phần lớn những kết quả trong cái tờ kết luận này thì chúng ta đã được đoán trước rồi quý vị thứ nhất là cái việc mà chia khu công nghiệp sóng thần thành hai cái dự án mà ông Dũng có xin bên ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương mà họ làm lờ đi thì bên Trung ương, thanh tra Trung ương đã kết luận như thế này. Ủy ban tỉnh Bình Dương không xét duyệt là đúng vì đó là nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ khi mà làm cái quy hoạch 1 trên 5 ngàn. Đấy, mà 1 trên 5 ngàn thì không phải là tỉnh có thể xét duyệt được. Cái sai, cái đúng duy nhất mà ông Dũng tố cáo đó là việc chậm trễ giải thích và làm ngơ các đòi hỏi của bên công ty cổ phần đại nam cái điều đó là đúng việc làm sai quy trình đó là lỗi của sở xây dựng sở tồi nguyên môi trường chứ không phải là của ông lê thanh cung tất cả những trách nhiệm này đó là thuộc cái khóa trước của ban nhân dân tỉnh bình dương gồm có ông nguyễn hoàng sơn nguyên chủ tịch tỉnh ông trần văn lợi nguyên phó chủ tịch và các giám đốc sở khác chứ không có liên quan đến trực tiếp ông Lê Thành Cục thì ngay ở thời điểm này quý vị đã thấy là ông Dũng đã đi sai nước cờ khi kiện cá nhân chứ không phải là kiện ủy ban nhân dân tỉnh nếu mà ông kiện ủy ban nhân dân tỉnh ông mạnh dạng kiện ủy ban nhân dân tỉnh thì có lẽ là ông đã thắng kiện tuy nhiên tuy nhiên nhân quý vị cũng chưa chắc đâu thành việc đã giải thích rồi kiện con đường chiến thắng có thể là kiện cá nhân. Có ai đời mà đi kiện nguyên một cái ủy ban nhân dân tỉnh thì cơ hội thắng rất là thấp. Tuy nhiên, đời đâu có chữ ngờ. Trở lại, cái uh, điều thứ hai mà ông Dũng tố cáo đó là việc chậm trễ duyệt quy hoạch 1 trên 500 mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã kéo dài đến 4 năm trời làm cho ông bị mất biết bao nhiêu là tiền bạc đổ vào trong đó. Thì bên Trung ương đã trả lời là đúng, bên Bình Dương đã chậm trễ. Nhưng cái lỗi đó là lỗi của Sở Xây Dựng Bình Dương. Vì họ không đưa lên cho Ủy ban Nhân dân tỉnh và ông Lê Thanh Cung xem xét. Vì thế, một lần nữa, ông Lê Thanh Cung vô tội ở điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba mà ông Dũng tố cáo đó là cái chuyện mà phê duyệt 1 trên 2 ngàn ở khu nhà ở trong cái khu công nghiệp sống thần ba thì ông bên thanh tra trung ương họ đã trả lời rằng đúng là bên bình, bình dương đã sai khi mà kết hợp khu nhà ở với khu công nghiệp nhưng cái lỗi này là lỗi của sở tài nguyên môi trường chứ không phải là lỗi của ông lê thành cung một lần nữa kiện cá nhân đã thất bại bên thanh tra trung ương cũng kết luận sở tài nguyên môi trường sở xây dựng và sở thuế đã sai khi đổi 50 năm thuê thành là thuê dài hạn thành Việt có giải thích tại sao mà bên này đổi rồi quý vị nhớ chứ đó là khi mà đổi như vậy thì bên của ông dũng lò vôi phải nộp nhiều tiền thuế hơn nhưng tất nhiên bánh ít đi thì bánh quy lại nó phải có những cuộc trao đổi gì và một trong những cuộc cái lý do trao đổi như vậy đó là những cuốn sổ đỏ kính thưa quý vị cái điểm cuối cùng mà ông Dũng muốn kiện đó là việc treo dự án phân lô bán đất trong khu nhà ở tại khu công nghiệp sống thần ba mà trong cái công văn của ông Lê Thanh Cung ký và cấm công ty cổ phần Đại Nam phân lô thì bên thanh tra đã trả lời một lần nữa nhân quý vị là ông Lê Thanh Cung vô tội vì ông đã làm tròn trách nhiệm khi nghiêm cấm việc phân lô bán đất trong khu công nghiệp thì như quý vị thấy rồi trong bốn cái tội trạng mà ông dũng là vôi kiện ra đến tận trung ương thì ông lê thanh cung không phạm bất cứ một cái tội nào mà nếu mà phạm thì là phạm nguyên một cái tổ chức đã một là sở xây dựng hai là sở tài nguyên môi trường hoặc là Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương mà nó lại là cái khóa trước. Nên coi như là ông Dũng đã sai và đã thua cuộc. Tỷ số là 0-4, kính thưa quý vị. Khi mà thua như vậy thì ông Dũng nói gì thưa quý vị? Ông Dũng nói rằng Người mà ông kiện là ông chỉ thấy cái người mà ký tên vào cái tờ quyết định cấm ông không buôn bán đất. Chứ ông không có cái trách nhiệm mà đi tìm người nào, lãnh đạo thời nào, nhóm nào trong Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đưa ra quyết định đó. Đó không phải là nhiệm vụ của ông. Nên cái lý do tại sao mà ông chỉ kiện cái người ký đó là ông Lê Thanh Cung. Và vì những cái lời dị nghị âm mỹ như vậy, cũng vào cái thời điểm đó thì những người mua hơn 600 lô đất vào thời điểm đó cũng đã bắt đầu kêu than vì tiền của họ đã trả đến 80% giá trị đất mà họ lại không có cuốn sổ đỏ nào. Nên là ông Dũng không những thua bên à, thanh tra trung ương khi họ trả lời là ông thua với tỷ số là 0,4. Ông còn phải tự bỏ tiền ra để trả lại cho những người mua đất cộng với tiền lời. Thì coi như là đây là một cái cuộc chơi đã bị thua ngay từ phút đầu. Kính thưa quý vị, chúng ta hãy nhìn vào những cái lý do mà tại sao ông Dũng Lò Vôi, một con người khá nổi tiếng, một cái doanh nghiệp khá nổi tiếng vào thời điểm đó thì tỉnh Bình Dương cũng như trong cả nước lại thua một vị chủ tịch tỉnh mà thua một cách tuyệt đối nhân quý vị. Thì dễ thôi quý vị, chúng ta hãy nhìn vào cái tiểu sử của ông Lê Thanh Cung. Không biết là ông Dũng nghĩ gì hay là vẫn còn dựa vào cái hơi để lại của người thân của ông. Lúc đó, cách đây, cách đó khoảng 2 năm là làm trong bộ chính trị một trong ba người quan trọng trong chính phủ. Nhưng mà vào thời điểm mà ông Dũng đi kiện thì cái người thân của ông đã không làm trong chính phủ nữa. Thì chúng ta hãy nhìn sơ qua là cái lý do mà ông Lê Thanh Cung có thể thắng được cái cuộc chiến này một cách dễ dàng như vậy. Ông Lê Thanh Cung thật ra là người của tỉnh Bình Dương. Ông sinh ra tại thành phố Thủ Dầu Một. Không phải như ông Dũng sinh ra ở ngoài Bình Định. Nếu mà quý vị nhìn từ năm 1978 cho đến năm 2014, ông Lê Thanh Cung là một người có thể là leo lên từ từ ở những cái vị trí thấp nhất có được kinh nghiệm mỗi năm hai năm một lần ba năm một lần ông lại leo lên một cái vị trí cao hơn và mỗi lần như vậy thì cái ảnh hưởng của ông rất lớn ở trong tỉnh chúng ta có thể kể như là giám đốc sở kế hoạch đầu tư chủ nhiệm ủy ban kế hoạch đầu tư thì ông Lê Thanh Cung là một người rất là có nhiều kinh nghiệm về việc làm ăn với các doanh nghiệp. À, rồi sau khi mà ông lên tới Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và ông có một đoạn giai đoạn nhất là 97 tới năm 2000 là ông Kim luôn trưởng ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam Sài Gòn, à Việt Nam Singapore. Thì ông này là một người chủ tịch mà có nhiều kinh nghiệm trong cái việc làm kinh doanh. Đó là cái lý do tại sao mà ông Dũng có thể thua cuộc một cách dễ dàng như vậy. Nhưng sau khi sau khi mà bên thanh tra tỉnh và thanh tra trung ương đưa ra cái tỷ số là 4-0 nghiêng về cho ông Lê Thanh Cung cũng như là Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thì chúng ta thấy là bên ông Lê Thanh Cung, đây là cái giai đoạn mà người ta gọi là trả thù. Kẻ chiến thắng sẽ tìm cái kẻ thua cuộc để trả thù và đạp đạp thật mạnh để cho người đó rơi khỏi ngựa thì chúng ta thấy rằng bên ủy ban nhân dân tỉnh bình dương dẫn đầu là ông lê thanh cung đã liên tục trong vòng 51 ngày tung ra tổng cộng là 12 cú đấm 12 cú đấm đến cho ông Dũng Lò Vôi. Một ví dụ là vào ngày 8 tháng 9 năm 2014, ông Lê Thanh Cung đã ra cái quyết định là thu hồi lại à, cái việc mà cho 61.5 hecta đất từ lâu dài trở về lại vị trí cũ là 50 năm. Rồi một ngày sau thì à, bên sở tài nguyên môi trường chắc chắn là cái sự chỉ đạo của ông Lê Thanh Cung đã yêu cầu công ty Đại Nam nộp hồ sơ và giấy chứng nhận chủ quyền sử dụng đất, tức là sổ đỏ đó thưa quý vị. Một tuần sau nữa, ngày 16 tháng 9 năm 2014, đến phiên công an tỉnh, phòng 46, mời nhóm 1, gồm có những cán bộ nhân viên thuộc công ty cổ phần Đại Nam, lên xét hỏi về cái vấn đề kinh tế kinh doanh bán đất trong khu nhà ở của ông Dũng là voi Cùng ngày đó, họ mời thêm một nhóm thứ hai nữa, buổi sáng rồi buổi chiều, một nhóm nữa, lên tiếp tục xét hỏi. Vào thời điểm này thì có lẽ là ông Dũng đã bắt đầu hơi run Nên ông đã lập tức gửi một cái văn bản xin Thủ tướng Chính phủ, lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng, xem lại cái kết luận của bên thanh tra Trung ương và đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh tạm thời dừng các cái đòi hỏi từ số 1 đến số 4 lại. Hãy để cho ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xem xét đã. Tuy nhiên, chúng ta thấy rõ là ông Lê Thanh Cung đang ở thắng ở cái thế mà thắng áp đảo. Ông không chờ được nữa. Thắng là phải thắng tới cùng, đạp là đạp cho chết. Nên là ngày 26 tháng 9 năm 2014, ông Lê Thanh Cung tiếp tục ra một cái công văn nữa và lần này quý vị hiểu nên như thế này là yêu cầu công ty Đại Nam nghiêm túc thực hiện chấp hành cái quyết định của ban nhân dân tỉnh. Đừng có đi cầu cứu kêu gọi ở ngoài trung ương nữa. Sau khi mà bị những cú đấm liên hồi như vậy và kêu gọi đến ông Thủ tướng Chính phủ là Nguyễn Tấn Dũng vào thời điểm đó chưa được trả lời thì ông Dũng phải tính một cái nước cờ gọi là nước cờ lui bảo đảm được cái tính mạng của mình thì là ông dũng cùng công ty cổ phần đại nam đã lập một cái quỹ tất cả mọi người chúng ta đã biết rồi đó là quỹ hằng hữu dành cho việc mổ tim trẻ em và cái điểm nhấn mạnh ở đây hy vọng là ở thời điểm này quý vị đã hiểu rõ tại sao có cái quỹ hằng hữu và theo lời của ông dũng ông đã dùng cái lợi nhuận của công ty cho vào quỹ thì trong một cái tập ở lúc trước, không biết là tập 3 hay tập 4, thân Việt có giải thích rất là rõ ràng về cái quỹ hằng hữu là một cái nơi mà nó được gọi là có thể là rửa tiền. Tự vì cái tiền mà đưa lợi nhuận vào công ty, nó không phải là tiền lợi nhuận mà là cái tiền đưa vào trước khi mà bị đánh thuế. Càng đưa nhiều thì cái lợi lợi nhuận nó càng giảm, giảm đến nỗi mà nó bị lỗ và không cần bị đóng thuế. Nhưng lúc đó Thanh Việt chưa giải thích cho quý vị tại sao mà ông lại làm chuyện đó. Bây giờ quý vị hiểu rồi là cái quỹ này được thành lập đúng vào cái thời điểm mà ông biết mình đang bị ông Lê Thanh Cung tấn công dữ dội. Nên ông đã có một cái gọi là cái cái cửa thoát cho ông bằng cách lập quỹ hàng hữu. Cũng ngày 26 tháng 9 đó, cùng lúc với ông Chủ tịch tỉnh Bình Dương, thì ở bên Sở Tài nguyên Môi trường lần thứ hai lại đấm thêm một phát nữa là yêu cầu công ty cổ phần Đại Nam nộp ngay trả lại tất cả những cuốn sổ đỏ mà họ đã cấp cho 61 hecta đất. Đó quý vị thấy đó, chỉ trong vòng chỉ trong vòng chưa đến 3 tuần, chúng ta đã thấy 6 cái công văn liên tục ra đời, hết cú đấm này đến cú đấm nọ. Và ông Dũng không phải là một tay chơi dạng vừa. Ông biết mình thua nên đã tìm con đường tháo chạy. Những cái quyết định sau đó là gì? Kính thưa quý vị, vào ngày 6 tháng 10 năm 2014, ông Lê Thanh Cung lại một lần nữa làm một cú đấm mạnh hơn lúc trước nữa. Là lần này làm có vẻ như là bên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương À, biết hối lỗi và xin thoái thu cái tiền mà sử dụng đất thu thừa của khu công nghiệp sống thần ba thì đại để nó là tự vì vào thời điểm đó sở thuế của ủy ban nhân dân tỉnh bình dương và cùng kết hợp với sở xây dựng và sở tài nguyên môi trường đã đổi 50 năm thuê thành là thuê dài hạn để cho bên ủy ban nhân dân tỉnh bình dương lời được 11,5 tỷ mỗi năm. Thì bây giờ ông Lê Thành Cung, ông Lê Thanh Cung quyết định sẽ trả lại 11.5 tỷ mỗi năm theo cái thời hạn đó cho bên công ty cổ phần Đại Nam. Nghe thì nó rất là tốt cho công ty Đại Nam, nhưng không phải, không phải thưa quý vị. Đây là cái phần mà gọi là đưa lại tay trái mà cái tay phải lại lấy những cái món còn nhiều hơn là cái cái phần đường. Thì quý vị hãy xem đây. Ngày 7 tháng 10, một ngày sau đó, công an tỉnh Bình Dương lại tiếp tục mời một nhóm thứ ba các nhân viên làm tại công ty cổ phần Đại Nam lên xét hỏi về cái việc bán đất à, 60,5 hecta đất. Một ngày hôm sau thì văn phòng chính phủ yêu cầu thanh tra chính phủ xem lại kết luận. Quý vị có thể thấy rằng bên văn phòng chính phủ trả lời cũng có lệ thôi. Họ lại đẩy cái ban này trở về bên, bên thanh tra chính phủ. Mà thanh tra chính phủ cách đó chỉ có chưa tới một, một tháng tới một tháng rưỡi vừa mới ký xong cái quyết định đó. Thì không có tài nào họ đổi những cái kết luận. Phải không quý vị? Vì họ đã tốn mất 7 tháng để tìm ra được câu kết luận không lẽ bây giờ vì cái lời than phiền của ông Dũng sau khi bị thất bại mà họ lại thay đổi kết quả của mình hay sao? Thì cái đó cũng chỉ là cái màn gọi là truyền banh qua lại giữa văn phòng chính phủ và cơ quan thanh tra chính phủ. Trong lúc mà bên Trung ương đã banh qua lại thì bên Sở Tài nguyên Môi trường ngày 14 tháng 10 lần thứ ba mời ông Dũng lên trên Sở Tài nguyên Môi trường và làm ơn làm phước Trả lại những cuốn sổ đỏ Kính thưa quý vị, đúng vào thời điểm này thì sau khi mà ông Dũng lò vôi lập được cái quỹ Hằng Hữu thì vào cuối tháng 10, ông Dũng đã ung dung bay sang Bình Ph Úc để gọi là nghỉ mát và chữa bệnh tám tháng trời. Tại sao mà ông lại rời Việt Nam sang Úc? Vì ngày vì ông biết được là sở thuế sắp làm việc với công ty của ông. Thì đúng, đúng như quý vị. Đúng vậy như quý vị. Ngày 22 tháng 10, bên sở thuế của tỉnh Bình Dương đã quyết định thanh tra thuế từ năm 2009 cho đến năm 2014. Như Thanh Việt hồi nãy có nói với quý vị rồi, họ bên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương họ trao lại 11,5 tỷ tiền thuế thu thừa mỗi năm cho công ty cổ phần Đại Nam. Nhưng họ đấm mạnh bằng tay phải bằng cách là thanh tra lại thuế từ năm 2009. Thì đó là những cú đấm còn mạnh hơn vì chắc chắn không một doanh nghiệp nào vào thời điểm đó mà không trốn thuế. Phải không quý vị? Rồi đến ngày 22 Tháng 10 cũng một ngày hôm đó, ông Chủ tịch tỉnh Bình Dương ra công văn chỉ đạo tất cả các sở các ban ngành từ công an cho đến bên sở xây dựng, sở tài nguyên môi trường cần phải làm việc với nhau và kết thúc cái vụ án Đại Nam này. Đến ngày 20 ngày 28 tháng 10 thì cục thuế một lần nữa đã yêu cầu công ty Đại Nam là phải xác định lại cái nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất đối với khu đất ở. Vậy là chỉ trong vòng chưa tới 51 ngày, kính thưa quý vị, chưa tới 51 ngày, họ đã có 12 văn bản, 12 cú đấm như là 12 cái giọt nước mà đã tràn cái ly rồi. Thua thì đã coi như là cái, 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 ly nước nó đã đầy rồi. Còn lại thêm vài giọt nữa, nước nó trào hết rồi. Đấm thua đã bị đạp xuống rồi mà còn bị thêm vài cú đấm nữa để chắc chắn rằng ông Dũng và công ty cổ phần Đại Nam sẽ bị thất bại. Tổng sơ qua chúng ta nhìn thấy là Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương gửi 4 cái công văn. Sở Tài nguyên Môi trường gửi 3 cái. Công an tỉnh Bình Dương gửi 3 cái và cuối cùng là Sở Thuế 2 cái. Bên của ông Dũng lò vôi, nếu mà là một người bình thường như chúng ta, như chúng ta hoặc là những cái doanh nghiệp nhỏ hơn thì có thể đã chết kính thưa quý vị chết rồi tuy nhiên như thanh việt đã trình bày quý vị không chết đâu cho tới ngày hôm nay ông vẫn còn sống sờ sờ phải không quý vị quý vị biết rồi như thanh việt đã trình bày đầu tháng 10 năm 2014 ông dũng lò vôi tuyên bố với báo chí là hai vợ chồng ông với cái tấm lòng từ thiện bao la cho những em bé mà không có tiền để mổ tim ông đã quyết định mở cái quỹ hằng hữu để chuyển những cái gọi là lợi nhuận của công ty cổ phần đại nam mà thanh việt đã giải thích rất là nhiều lần đây là cái lợi nhuận trước khi bị đóng thuế nhưng mà khi chuyển vào thì cái lợi nhuận thật sự nó giảm đi và có khi là bị lỗ nên khỏi đóng thuế thì đây nó chả là tình thương chả là lòng nhân đạo gì hết mà đó là một phương pháp trốn thuế nó rõ ràng là như vậy nhân quý vị rồi đầu tháng thì mở quỹ hàng hữu kế hoạch đã được triển khai đến giữa tháng 10 cái tuần thứ ba thì ông Dũng quyết định tiến một bước xa hơn bay sang bên Úc với lý do là để nghỉ dưỡng và chữa bệnh ở bên Úc 8 tháng kính thưa quý vị ở 8 tháng có những người sẽ sẽ nói rằng Ô ông bỏ Ông bỏ công ty cổ phần Đại Nam bỏ chạy Tuy không có đó quý vị Ông không có bỏ chạy Ông điều khiển từ xa Mà cái người được ông điều khiển Đó là ông phó tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam Ông Nguyễn Hữu Phước Đưa ông Nguyễn Hữu Phước này ra để đỡ đòn để trả cái công đó thì ông Nguyễn Hữu Phước được 79 cổ phần trong công ty cổ phần Đại Nam. Trong nhắc lại quý vị là trong công ty cổ phần Đại Nam nó có tổng cộng là 207.000 cổ phiếu. Ông Nguyễn hữu Phước 79 cổ, bà Phương Hằng 79 cổ vào thời điểm đó nha quý vị. Còn ông Dũng Lò Vôi thì đã là 206.842 cổ phiếu thì coi như là 99.99% trăm .99 cái tổng số phiếu rồi gọi là công ty cổ phần Đại Nam cho nó vui vậy thôi. Chứ thật sự ra, hai vợ chồng ông đã chiếm hết tất cả. Mà dẫn đầu là ông. Còn cái ông Nguyễn Hiếu Phước trả cho 79 cổ phần là để làm việc, để, để đi ra đỡ đạn. Một cái màn kế tiếp nữa là kẻ thua cuộc thì ông Dũng làm cái gì kính thưa quý vị? Ông quyết định đóng cửa khu du lịch Đại Nam thân Việt xin được nhắc lại một lần nữa. Công ty cổ phần Đại Nam là một công ty lớn. Khu du lịch Đại Nam nó chỉ là một cái tí tẹo, một công, một cái gọi là cái công ty đi, công ty rất là nhỏ trong công trong cái tổng công ty cổ phần Đại Nam. nha quý vị, quý vị hiểu rõ là như vậy. Khi mà ông quyết định đóng cái khu du lịch Đại Nam chứ không phải đóng cái công ty cổ phần Đại Nam nha quý vị là ông muốn đánh vào à, cái hiệu ứng của người dân, thanh việt sẽ giải thích trong à, một vài giây nữa. thì ông quyết định là đóng cửa khu du lịch Đại Nam kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2014 cho đến cuối năm, tức là khoảng à, gần 2 tháng thưa quý vị. tại sao đóng cửa 2 tháng ông không trả lời, ông chỉ nói rằng ông muốn đóng cửa hai tháng để xem tình hình thế nào, mà nếu mà bên ủy ban nhân dân tỉnh còn ép ông nữa, ông sẽ đóng cửa luôn khu du lịch Đại Nam. Kính thưa quý vị, ông nói là đóng cửa luôn cái khu du lịch Đại Nam chứ không phải đóng cửa luôn tổng công ty cổ phần Đại Nam nha quý vị. Mà cái người mà sử dụng khu du lịch Đại Nam là người dân, là nhiều. Thì đây là cái điểm mà hết sức quan trọng. Quý vị xem những cái chỗ này, quý vị sẽ liên tưởng đến câu chuyện đang xảy ra hiện nay. Và có khi là quý vị sẽ rút được câu trả lời trong một cái bài mà Thanh Việt có trình bày của quý vị. Ai là người đạo diễn đứng đằng sau? Trên mạng xã hội có rất là nhiều lời đồ. Nhưng, hy vọng quý vị tự rút ra câu trả lời ai là người đứng đằng sau trong vụ án hiện nay nhân quý vị. Trở lại năm 2013-2014. Thì trước khi mà đóng cửa, ông quyết định là mở từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 9 tháng 11 miễn phí. Ai muốn vào thì vào, miễn phí. Mà cái điểm mà ông đánh đó là cuối tuần. Để cho càng đông người vào càng tốt. Rồi sau khi mà cái số lượng người vào quá đông và còn có rất là nhiều người đổ xô vào nữa thì ông quyết định là mở thêm 10 ngày nữa. Tức là từ ngày 9 tới ngày 19 tháng 11 tất cả đều miễn phí. Thì hầu như bà con từ khắp mọi nơi, từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh ở miền Tây, có khi đây ra đến miền Trung nữa, tất cả đều đổ bộ về khu du lịch Đại Nam. Tại sao quý vị vào thời điểm đó, cái cái vé mà đi vào khu du lịch Đại Nam không phải rẻ, không phải rẻ. Bây giờ lại được đi vào miễn phí, được hết mọi thứ miễn phí, thì đây là một cái chiêu cờ, một cái thế cờ đi ra rất là cao siêu của ông. Dũng lò vôi. Tuy nhiên là chúng ta, những người dân bình thường thì không không thể nào chơi được cái văn, văn bài đó đâu rồi. Thêm một cái điểm nữa là tại sao ông đi ra nước ngoài, mọi người nói ông bỏ chạy. Không, ông chỉ có tránh mặt thôi thưa quý vị, tránh mặt thôi. Lý do là vì sao? Vì ông biết là sợ thuế sắp sờ gáy của ông. Nên ông quyết định đi ra nước ngoài. Và ông đã đưa ra một cái công văn, là không ai được đại diện cho ông. Vì ông là nắm giữ cổ phần nhiều nhất để làm việc với sở thuế. Nên là sở thuế không thể nào kiểm tra giấy thuế của ông được để xem ông ăn gian bao nhiêu tiền, ông có gian lận thuế với nhà nước hay không vân vân và vân vân. Thì ông đã nói rằng ông đang đi chữa bệnh. Muốn gì thì chờ 8 tháng nữa. Sau khi ông Dũng về rồi tính tiếp. Thì kính thưa quý vị, đây là cái lời trả lời của một vị đại gia có tay, uh, có mặt mũi. chứ chúng ta mà trả lời như vậy thì chắc là không được rồi, phải không quý vị? Sở dĩ mà ông làm những chuyện như vậy là ông muốn tìm một cái gì đó gọi là hiệu ứng xã hội đổ lỗi cho ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. và quý vị thấy một cái điểm nữa mà ông không những dùng cái quỹ hằng hữu để rửa tiền mà ông còn dùng cái quỷ hằng hữu vào thời điểm đó để nó vì là ông nói rằng cái quỷ hằng hữu nó đi từ cái việc lời của khu du lịch mà bây giờ đóng cửa khu du lịch thì nó làm ảnh hưởng đến quỷ hằng hữu mà lý do ông đóng cửa khu du lịch là vì ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ép ông quá nên ông đóng cửa ông tẩy chay khi đóng cửa như vậy thì ảnh hưởng đến cái quỹ hằng hữu vừa mới mở ra chưa tới được mấy tuần rồi những em bé xếp hàng cha mẹ đi xếp hàng ghi danh được vào danh sách thì giờ đây có khả năng nếu mà ông nếu mà bên ủy ban nhân dân tỉnh ép thì ông dũng đóng cửa và cuối cùng người thiệt hại nhất vẫn là những em bé nhà nghèo đang chờ mổ tim đấy quý vị thấy một cái ván bài một cái thế cờ, một cái lời tính toán, một cái kiểu tính toán nó à, rất là siêu đẳng phải không quý vị? Như thanh việt đã trình bày, hy vọng rằng quý vị có thể liên tưởng câu chuyện của năm 2013 đến câu chuyện đang xảy ra hiện nay, vì tất cả đều dùng cái hiệu ứng xã hội càng mạnh càng tốt. Xin việc thanh việt xin được nhắc lại. Hiệu ứng xã hội là gì kính thưa quý vị là khi một người kể một cái câu chuyện gì đó đối với cộng đồng mạng, đối với nhân dân mà họ tìm đủ mọi cách để biến họ, biến người kể thành là nạn nhân để cho mọi người cảm thấy sự thương thương xót cho cái người kể chuyện, cái người đi tố cáo thì cái hiệu ứng xã hội nó rất là mạnh cái ảnh hưởng của người dân vào lúc đó bất bình với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cũng như là thanh tra chính phủ trước những quyết định uh, của cái cuộc điều tra khi mà ông Dũng tố cáo ông Lê Thành Cục. Nói tóm lại là ông Dũng cũng như bây giờ vậy thưa quý vị, ông đã dùng cái hiệu ứng xã hội vào thời điểm đó là qua báo chí, còn ở thời điểm này là qua mạng uh, cộng đồng mạng, qua hệ thống Facebook nhưng mà tất cả cái kiểu nó nó đều rất là giống nhau. Ông đã vẽ cho mình một cái bức chân dung của một nhà doanh nghiệp với cái lòng yêu quê hương, yêu tỉnh Bình Dương, bỏ biết bao nhiêu tiền của hàng tỷ, hàng tỷ đồng vào, mà cuối cùng bị cơ quan trung ương cũng như là chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương ép cho đến chết, tức là ép để sạc nghiệp đó thưa quý vị. Rồi ông chắn mặt với báo chí, với uh, sở thuế bằng cách là đi ra nước ngoài, rồi điều khiển từ nước ngoài về cho người đại diện. Rồi họ, ông quyết định là đóng cửa khu du lịch nhưng lại mở cửa vài ngày trước khi đóng để tạo nên một cái sự à, gọi là cái lòng tốt của ông dành với người dân để từ đó người dân có thể đứng về phía của ông mà chính quyền địa phương tức là ủy ban nhân dân tỉnh bình dương vào thời điểm đó rồi ông cũng kết nối như thanh việt đã cho quý vị thấy là ông kết nối cái sự đóng cửa của khu du lịch đại nam với cái quỹ hằng hữu đây là những cái áp lực mà ông tạo lên cho ủy ban nhân dân tỉnh bình dương đem những cái tiếng xấu nhất đến ủy ban nhân dân tỉnh bình dương chúng ta cũng đã hiểu rồi, chả có bên nào là vừa hết. Bên nào cũng có cái sai. Tuy nhiên, cái thế của ông Dũng hiện nay là thế cô đơn, chứ không phải như là 3 bốn năm trước năm 2010 nữa, 2011 nữa. Nên là cuối cùng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã coi như là thắng 4 không trong trận này để gỡ gạt lại cái sự thua thì đây là những cái điều mà ông Dũng Lò Vôi tạo nên. Hy vọng là chúng ta sẽ trở lại với tập 8. Trong tập 8 thì uh, chúng ta sẽ tìm hiểu được Lý, Ủy ban nhân tỉnh Bình Dương, thanh tra chính phủ đã làm gì vào thời điểm đó sau khi mà ông Dũng tạo sức nóng của xã hội, của người dân lên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Xin chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ và nhất là an bình trong mùa dịch Covid. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tập 8 vào buổi sáng ngày thứ bảy. I love you.